Mình chào cô chú anh chị quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì Viết Phú giới thiệu đến quý vị anh chị một chú mẫu loa bầu Soundlink Color 2. Đây là một sản phẩm made in Mexico. Thì cái hàng này là hàng mới nguyên siêu chưa bóc siêu cho quý vị anh chị của chú nhé. Nguyên siêu chưa hề qua sử dụng. Và cái giá mới cái sản phẩm này trên Việt Nam đang bán rơi vào tầm cỡ là 3,5 triệu. Thì em không biết được cái hàng ở Việt Nam thì xuất xứ ở Trung Quốc hay xuất xứ ở đâu thì em không chắc chắn lắm. Vì hàng thực tế ở Việt Nam em chưa được cầm nên cũng chưa dám khẳng định. Tuy nhiên thì cái hàng này bán được bên Nhật này là made in Mexico quý vị, có tem này. Bluetooth speaker 2 color white. Con này thì là màu trắng và tên chính thức nó là Soundlink Color 2. Thì cái dòng Color 2 này thì bây giờ nó là đời mới hơn so với cái dòng các cái dòng Bose trước là Bluetooth trước là dòng Soundlink Mini, Mini 1 Mini 2 ấy. Thì mà cái dòng đấy nghe rất là hay. Tuy nhiên thì có những cái nhược điểm thời gian dùng thì nó hay bị cái lỗi là nháy đèn đỏ, nháy đèn vàng. Thì khi mà bị như vậy thì phải thay được cái sạc, thay cái pin, update cái room mới, update cái mềm mới của cái loa ấy, thì nó sẽ được. Tuy nhiên thì cũng có nhiều được không được. Vì thế thì cũng có nhiều bất tiện. Sản phẩm này thì có hình như trên cái này luôn. Vì là hàng mới em chưa bóc siêu của khách thì em về khách bóc và cái video gửi lại thì em sẽ update cùng với cái video này cho viện chị của chú cùng coi. Thì ở đây thì cô và cái các cái giấy tờ trong đi kèm thì có một cái cáp như vậy, một cái loa như vậy. Đây thường nhân dụng thì nằm trong này hết rồi. Đấy thì hàng này là dành riêng thị trường Nhật Bản nha quý vị nhé. Còn đây em phải giới thiệu nhà này. Còn ngoài ra thì các cái sản phẩm khác thì bên em thì vẫn về đều, nhưng em không có review quá nhiều trên kênh vì hàng thì nó nhiều, ngày nào cũng review đi review lại mấy cái này thì nó cũng không hay lắm. Ví dụ đây là sản phẩm mùa hè này thì được rất nhiều khách ở Việt Nam ưng dùng. Đây là cái hàng Dokudami Tea này. Cái hàng này là cái trà giúp cá của Riro, một cái túi như vậy là có 3g nhân 60 túi nhỏ bên trong á, thì là 100% là làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Và cái này thì sản xuất tại tỉnh Gunma và tỉnh sản xuất tại tỉnh Aichi của Nhật, và bởi một công ty có trụ sở tại tỉnh Gunma của Nhật. Thì trà giúp cá tính ra một cái túi như vậy thì có chưa đầy 300.000 về đến Việt Nam luôn, mà 60 túi tương đương khoảng tầm 4.000 đồng một cái túi con trong này, uống một cốc nước trà giúp cá thanh lọc cơ thể, mát mẻ và nhiều cái chức năng khác, thì tương đương một cốc nước trà đá ngoài đường. Mà cái nguyên chất lượng em nghĩ là nó đạt hơn, vì nhiều lúc cũng trà đá ngoài đường thì em cũng từng uống rất là nhiều nước trà đá ngoài đường Hà Nội. Mọi người về năm ở Hà Nội thì uống rất là nhiều trà đá, vì trà mạt, trà vụn còn chất đi chất lại. Một cái nguyên liệu chè thì mình chưa biết nó sạch hay là bẩn, phơi chế biến sao nữa. Đấy, thì uống cái này một cái này tương đương một cái gói này với một cốc trà đá thì em mới uống cái này tốt hơn. Tuy nhiên thì đấy là cái quan điểm cá nhân chứ không phải là khẳng định tốt hơn đấy. Thì ngoài ra các sản phẩm khác như là cái hàu Hero này, tăng cường sinh lý của thận trắng dương, tăng cường cải thiện chất lượng tinh trùng. Một cái hộp này là 30 ngày, 120 viên, một ngày uống 4 viên. Giá thì tầm 400.000 về Việt Nam, trên 400.000 một chút về Việt Nam. Đấy, thì cái này thì khách chuyên là em đặt rất là đều. Ngoài ra thì các sản phẩm này em dùng thấy rất là ok. Đây là cái Maca 10.000. Cái thành phần hàm lượng nó trong nó là 10g của cái hàu này, thì uống vào rất là tốt cho mình. Con voi trâu như voi, rất là trâu voi luôn, trâu. Sản phẩm này thì nó có là mỗi ngày là chúng ta uống 2 viên và date thì đến tận 2023 hoặc là 2024 hoặc là 60 viên của trong 1 tháng như vậy thì cô chú nhé. Khách đặt rất là nhiều. Thời điểm này thì em có ở Việt Nam khá nhiều cái loại mấy loại này.
Hôm nay là của anh khách quen của em ở Hải Phòng, thì anh mới có đặt mấy thuốc viêm xoang rồi rồi thuốc omega 3 cũng như là cái xương khớp mập. Đây thì ngoài ra đây là một cái lọ nước hoa 100 ml của Calvin Klein CK1. Hàng này là hàng dành riêng cho thị trường Nhật Bản và được sản xuất tại Made in Spain, Tây Ban Nha, Espanol này. Đấy, sản xuất tại Tây Ban Nha, gửi hàng hàng Tây Ban Nha và dành cho thị trường Nhật Bản này. Một cái loại như vậy 80 lít thì có giá trên 1,2 triệu về Việt Nam. Đấy, thì, cái này em cũng đã mua dùng cái này thấy ok. Có mấy khách quen hỏi em gợi ý cho mấy anh dùng sản phẩm này thử, thì giá nó không quá cao, có sản phẩm thì cũng thấp hơn 1 triệu, tầm 700-800 cũng có. Còn cao hơn nhiều thì nó rất là nhiều, 4-5 triệu thì rất là nhiều, bạt ngàn luôn. Đấy thì đây là các sản phẩm hôm nay em mua review. Ngoài ra là cái máy tính laptop thì em vẫn xếp đầy hộp này, em chưa làm kìa, rất là nhiều cái. Đấy thì em xin kết thúc review ở đây. Và cuối cùng là cái phần video mà khách test cái loa Bose Soundlink Color 2 này gửi cho em. Em sẽ thêm vào phần video này cho quý vị anh chị cô chú cùng thưởng thức cái chất lượng âm thanh của cái sản phẩm này. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Rất mong được sự quan tâm ủng hộ của quý vị anh chị cô chú, đăng ký kênh và chia sẻ video để em có thể tiếp cận được nhiều hơn với các anh chị cô chú khác có nhu cầu với các sản phẩm nội địa Nhật Bản. Em cũng xin chân thành cảm ơn ạ.